Sáng ngày 8 tháng 7, Bảo hiểm xã hội huyện Tuy Phong đã tổ chức hoạt động hưởng ứng lễ ra quân hưởng ứng Ngày Bảo hiểm Y tế Việt Nam 1 tháng 7, truyền thông vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình do Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Thuận tổ chức trực tuyến với các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Hưởng ứng phát động của Bảo hiểm xã hội tỉnh, tại buổi lễ, Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Tuy Phong Phan Văn Hiền đã thể hiện quyết tâm thực hiện mục tiêu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân của Đảng và Nhà nước với chủ đề "Hãy tham gia bảo hiểm y tế để được chia sẻ gánh nặng khi ốm đau bệnh tật". Sau buổi lễ, nhân viên ban ngành bảo hiểm xã hội, Bưu điện Tuy Phong và Viettel Tuy Phong đã diễu hành tuyên truyền các thông điệp truyền thông trên địa bàn 3 xã thị trấn Liên Hương, Chí Công và Phan Rí Cửa. Tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2023, số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn huyện là 117.063 người. Số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp thuộc đối tượng bắt buộc trên địa bàn giảm và số tiền nợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của các đơn vị doanh nghiệp tăng so với cùng kỳ năm trước. Số người tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình, bảo hiểm xã hội tự nguyện tuy có tăng nhiều so với cùng kỳ nhưng chưa đạt chỉ tiêu đề ra. Trong đó, số người tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình đáo hạn đạt chưa cao, hộ gia đình làm nông lâm ngư nghiệp tham gia đạt thấp. Để khắc phục những khó khăn trên, Bảo hiểm xã hội huyện tiếp tục phối hợp với các phòng ban ngành đoàn thể ở huyện, tổ chức dịch vụ thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, các đơn vị ký kết quy chế phối hợp thực hiện chính sách pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình, tăng cường mở các hội nghị tuyên truyền vận động trực tiếp người dân, hội nghị khách hàng để phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình, tiếp tục phối hợp với các xã thị trấn, hội đoàn thể tiếp tục xây dựng và thực hiện mô hình vận động hay nhằm vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện theo chỉ đạo của huyện. Đồng thời phối hợp với phòng giáo dục, các xã thị trấn, các trường học tuyên truyền vận động học sinh tham gia bảo hiểm y tế đạt 100% ngay từ đầu năm học 2023-2024. Thực hiện vận động cha mẹ học sinh và người dân tham gia bảo hiểm y tế, tham gia cài đặt VSSID đạt kết quả cao, góp phần đạt chỉ tiêu cài đặt do Bảo hiểm xã hội tỉnh giao năm 2023. Tham gia bảo hiểm y tế là trách nhiệm và quyền lợi của mỗi người, mỗi gia đình, mỗi tổ chức và cộng đồng. Nâng cao trách nhiệm khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đáp ứng sự hài lòng của người bệnh, hướng tới chăm sóc sức khỏe và bảo hiểm y tế toàn dân.